là cái cốc Thái, cũng như là có video clip trước mình đã giới thiệu các bạn. Đây là bông súp đang ra bông này, tiếp tục ra bông nhỏ nữa đó, các bạn thấy không? Đây là cái nhánh cây trái cốc Thái ha, nhánh một chùm rất là nhiều trái đấy, các bạn thấy không? Rồi ở đây là mình có một số trái mà mình để cho nó lớn lên mà mình chưa có hái đó, nó vẫn còn trên cây này, các bạn thấy không? Trái cũng rất là to. Đây, đây là một số những cái trái nữa nè, đây là những cái chùm trái nè đó, các bạn thấy không? Rồi qua bên đây, qua bên đây, đây đây là một chùm trái nữa nè, các bạn thấy không? Đó, chùm trái đó. Thì cái này cũng như là cái video trước, video clip trước mình đã giới thiệu cùng các bạn, mình chăm sóc nó bằng những cái bằng cách bón là bá đậu nành kèm theo những cái vỏ chuối. Bá đậu nành thì giàu NPK kèm theo kali trong đó rất là nhiều. Rồi bổ sung thêm vỏ chuối thay vì các bạn bỏ đi thì mình sẽ bón cho cây, thì đó là nguồn kali rất là dồi dào, giúp cây phát triển, giúp cây ra bông và đậu trái, các bạn thấy không? Trái rất là nhiều. Đây, trái đây, một chùm trái. Thôi mình video clip cây cốc Thái ở đây. Các bạn nào có trồng cây cốc Thái thì thử theo cách của mình, thì cho mình biết là cái cách các bạn thực hiện như nó đem lại cái hiệu quả như mình đã trồng hay không. Thôi, xin chào các bạn.